Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị. Người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng: Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường. Người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ hỏi người: Dụ ngôn ấy có nghĩa là gì? Người đáp: Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống giống như lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã được nghe, nhưng rồi quỷ đến, cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt được tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, hạt rơi trong đất tốt là những người giữ lấy lời mà nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người. Cho dù chúng ta là hạng người nào đi nữa, dù là sỏi đá, bụi gai hay là đất tốt, Chúa vẫn muốn và vẫn gieo lời hằng sống vào trong chúng ta, để mong sao chúng ta trổ sinh hoa trái tốt lành. Suốt những năm tháng bôn ba, xuôi ngược khắp miền nước Do Thái để loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng diễn tả lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa Cha cho những người bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn như Thiên Chúa luôn yêu thương, cho mưa xuống ruộng, kẻ lành cũng như kẻ dữ. Thiên Chúa kiên nhẫn để cho lúa và cỏ lùn mọc đến cuối thời vụ. Và nhất là Thiên Chúa như là người gieo giống quảng đại, gieo tình thương và ân sủng vào mảnh đất tâm hồn của con người, dù mảnh đất ấy thế nào đi nữa. Phần còn lại, đó là nỗ lực cộng tác của con người để sinh hoa kết trái. Chúng ta vẫn biết, đất tốt là cơ hội để gieo trồng, hy vọng có mùa gặt bội thu. Nhưng đất bụi gai, đất sỏi đá, dù không có lý tưởng cho việc gieo trồng, nhưng nếu con người biết cố gắng cải tạo đất, chắc chắn sẽ có ngày đất thép thành đồng. Chúng ta có thể thấy một minh chứng cụ thể cho vùng nông thôn Củ Chi, nơi mà trước đây hàng ngàn tấn bom đạn của quân đội Mỹ bỏ xuống làm hoang phế đất đai. Nhưng nhờ những nỗ lực cải tạo đất không ngừng theo năm tháng của bà con nông dân, ngày nay chúng ta có thể thấy một cánh đồng màu mỡ của Củ Chi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương yêu và không ngừng gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng con muôn vàn ân lộc.
Chúa không ngại, không khinh chê khi mảnh đất ấy là sỏi đá hay bụi gai. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và nỗ lực hoán cải không ngừng để làm sinh ân lộc Thiên Chúa. Amen.